Chào các bạn đã đến với kênh Món Ngon Hồ Gươm. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn cách làm món giò xào. Nguyên vật liệu chuẩn bị gồm có một cái tai heo, thịt chân giò, thịt thủ. Tổng cộng 3 loại thịt này là 1 kg. Ngoài ra còn có nấm mèo 20g khô. Khi ngâm nó nở ra được một bát con như này. 2 củ hành tím, 1 củ gừng nhỏ, tiêu xay, muối, nước mắm, tiêu hạt, hạt nêm. Nguyên vật liệu tôi đã chuẩn bị xong. Đầu tiên tôi đặt một nồi nước để chúng ta luộc thịt. Để luộc thịt được ngon, tôi cắt hành tím ra thành các lát mỏng như thế này. Gừng cũng cắt lát. Nước của chúng ta đã sôi, tôi cho phần hành tím vào đây, cho gừng, cho 2 thìa cà phê, muối. Tai heo này, thịt thủ này, thịt chân giò này, các bạn cho tất cả cùng một lúc vào này, chúng ta luộc nhé. Trong khi chờ đợi thịt được thì ta thái phần nấm mèo nhé. 1 kg thịt cả 3 loại, các bạn ngâm nấm mèo khoảng 15 đến 20g. Trước khi làm các bạn ngâm nhé, ngâm khoảng 1-2 tiếng rồi cắt cái phần chân nó đi. Cái món giò này nếu mà các bạn cho nhiều mộc nhĩ này quá hay còn gọi là nấm mèo đấy, thì khi chúng ta gói ấy, nó sẽ không kết dính tốt bằng chúng ta cho vừa phải thôi. Cho nhiều thì cũng có ngon, nhưng mà cho vừa phải thì nó có cái độ kết dính khi cắt nó phải rời từng miếng thịt ra. Thịt luộc đã được 10 phút, tôi vớt thịt ra nhé các bạn. Các bạn chuẩn bị một cái thau nước lạnh như thế này để khi ta vớt thịt xong cho thịt vào đây ngâm nhé. Ngâm vào nước lạnh để thịt trắng là một này. Thứ hai là thịt săn chắc hơn. Và thứ ba là cho nó nhanh nguội để chúng ta sơ chế sang phần chuẩn bị xào cái phần thịt này. Ngâm thịt này các bạn nhớ ngâm để cho thật nguội để vớt ra nhé. Thịt làm món này các bạn cần cắt mỏng nhé. Cắt tay heo này các bạn nghiêng dao như này để cho cái bản nó được to ra này. Đó, nó to mà nó được mỏng. Đây là thịt thủ này, cái mũi heo này các bạn này. Các bạn lưu ý khi luộc cái thịt này các bạn đừng luộc chín kỹ quá như là mình để ăn luộc không nhé. Nó chỉ 98-90% là được rồi. Thịt nó còn tái như này. Khi làm cái món này tí nữa chúng ta cần phải xào lên nữa. Món ăn này nó ngon hay là dở là cần phải cái tiêu hạt này các bạn này. Tôi chỉ mong xong cái này được bao nhiêu nửa thìa cà phê. Tôi cho cái trứng này đi đập sập này. Nó còn vỡ 4-5 mảnh như này các bạn nhé.
Bây giờ tôi tẩm ướp vào phần thịt thì các bạn này. Tổng hợp 3 loại thịt này là 1 kg. Tôi cho 4 thìa nước mắm, 4 thìa cà phê nước mắm. Thìa cà phê, hạt nêm, gà. Thì món giò xào này cần nhiều hạt tiêu hơn các món khác một chút. Thế cho chỗ này 1/4 thì cà phê bột đã xay nhỏ nhé. Mà cho cái thôi, cho tiêu hạt này, đập dập này. Bạn nào ăn mì chính thì cho thêm vào các bạn nhé. Cái món này các bạn không nên nêm nếm mặn, vừa phải và hơi nhạt một chút cũng được. Vì khi chúng ta ăn cái món này cần phải chấm với nước mắm nữa, mặn quá là khi ăn là không chấm là mất ngon đó. Cái này khi ta ăn ta phải chấm nước mắm, mắm cốt với lại tiêu ớt. Ta để thịt khoảng 15 phút thì mang ra xào. Chảo nóng tôi cho 2 thìa canh dầu ăn. Nhớ đã nóng rồi. Cái lúc này tôi làm cái món giò xào này tôi không phi hành mà không phi tỏi, vì hành và tỏi cho vào đây thì đó là cái tác nhân để gây cho cái món này hay bị nhanh hư, và khi nó mình ăn chưa chưa hết ngay á, là nó làm cho cái giò này bị nhớt. Vì vậy hôm nay cái món này chúng ta không sử dụng những hành và tỏi mà là sử dụng những tiêu hạt và tiêu xay. Tiêu hạt và tiêu xay thì tùy thích các bạn nhé. Các bạn thích ăn mùi thơm nồng nhiều thì các bạn cho thêm. Sau khi xào được khoảng 2-3 phút các bạn cho nấm mèo vào nhé. Các bạn xào khi thấy cái bì này nó có rồi tiếp ra cái phần nhựa này dính dính này là được rồi các bạn nhé. Các bạn thấy cái phần thịt nó bóng thì cái bì nó bóng lên nó ra nhiều cái chất nhựa này là được. Tôi tắt bếp nhé các bạn. Bây giờ tôi chuẩn bị giấy để gói các bạn nhé. Tôi trải một lớp màng thực phẩm ở phía dưới, sau đó lên đến lớp giấy bạc. Tiếp tục tôi lại thêm một lớp cho màng bọc thực phẩm các bạn nhé. Tắt bếp một cái các bạn để gói ngay nhé. Gói hoặc các bạn cho vào chai Coca có loại to 1,5 lít á.
Giờ tôi đã gói xong rồi các bạn này. Lâu lâu mới gói được, trông không được đẹp lắm. Các bạn đừng cười nhé. Bây giờ chúng ta cất giò này vào ngăn mát của tủ lạnh. Giò sau khi đã để vào ngăn mát của tủ lạnh được 10 tiếng rồi, bên Mân lấy ra để chúng ta trình bày ra đĩa và để thưởng thức nhé. Bây giờ mới quan trọng là xem là kết quả ra làm sao. Nước mắm cốt các bạn ạ. Cho một chút tiêu. Ớt. Chị ăn nó cũng ngon quá rồi. Tương ớt hiệu con gà các bạn ạ. Cho 1/4 thìa đường. Tiếp theo thì cho một chút tỏi. Một chút tiêu. Nó xong 2/2 nước chấm. Thì giờ chúng ta ra thưởng thức món giò xào các bạn nhé. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.